Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.ngoidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Cái bài này của Thiền sư Như Huyễn, mà Thiền sư Như Huyễn thì không ai khác đó là Hòa Thượng Thích Từ Thông. Năm nay thì Hòa Thượng tuổi Thìn, năm nay là Bính Thìn, năm nay là 89 phải không? 89 tuổi. Mà Hòa Thượng viết cái bài này hồi năm 2013. Thì quý vị biết là đối với Hòa Thượng thì suốt cuộc đời Hòa Thượng là chỉ một cái nghề duy nhất là đi giảng dạy thôi. Và trải qua cái bao biến cố của cái thời cuộc, rồi bao biến cố của cái đạo, nhưng mà Ngài cũng đi có một con đường giảng dạy. Mà Ngài là một trong những vị mà thời dân tăng, thời hiện đại, đó là Ngài Từ Thông, Ngài Thanh Từ, Ngài Huyền Vi, Ngài Nhất Hạnh, vân vân, đó là những cái vị mà cùng một thời. Thì hiện bây giờ thì duy nhất á, thì chỉ còn có Hòa Thượng là coi như là người sức khỏe và minh mẫn nhất. Trong khi đó thì sư ông Thanh Từ mình thì bây giờ coi như là cũng mấy năm nay là không nói được, rồi cũng là tai biến. Rồi Hòa Thượng Nhất Hạnh thì bây giờ quý vị thấy cũng là coi như không nói được, cũng tai biến. Vậy mà còn duy nhất có Ngài Từ Thông. Thì bây giờ thì Ngài đang ở trên Tây Nguyên, có nghĩa là ở trên Đà Lạt đó, đường lên Đà Lạt, gần tới Đà Lạt. Thì Ngài lên trên cái đồi đó, Ngài cái am đó thì Ngài mới tịnh tu và chuyên soạn kinh sách. Thì hồi trước á, thì Ngài còn sức khỏe nhiều thì Ngài đi dạy. Bây giờ Ngài vẫn còn đi dạy, nhưng mà một tháng chỉ có một lần. Rồi khoảng một năm gần đây thì lâu lâu Ngài mới giảng một lần, chứ còn từ Đà Lạt về thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà cái vai trò Ngài vẫn là còn là hiệu trưởng của trường Phật học. Coi như là tất cả các thầy, chỉ có Hòa Thượng Từ Thông là làm hiệu trưởng nhiều thời đại, từ cái chế độ trước cho tới chế độ nay. Từ cái lớp các Hòa Thượng hiện tại của bên Mỹ này, các Hòa Thượng cũng là từng trải qua với sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Từ Thông. Tuy nhiên thì tại vì Hòa Thượng ông không có được lòng quý thầy nhiều, là tại Hòa Thượng quá thẳng đi. Nhưng mà không ai dám đụng tới Ngài hết, bởi vì Ngài nói cái tiếng đúng, cái tiếng chánh pháp. Và Ngài không có kẹt trong cái danh vọng, cái chùa chiền, tới giờ này cũng không có ngôi chùa nào hết. Đi dạy, đi giảng thôi. Mà hiện bây giờ Ngài có những cái sức khỏe đặc biệt. 89 tuổi rồi mà vẫn có sức khỏe, vẫn còn minh mẫn. Tôi thấy hôm trước Tết đó, tôi lên mạng coi thì Ngài vẫn về, Ngài giảng rất là rõ ràng, không quên cái nào hết. Rồi thì chúng ta rất mừng. Thì ai tu, ai danh vọng, ai chức vị, ai chùa chiền như thế nào mình không biết. Nhưng mà thấy cái tấm gương của Hòa Thượng là nói được mà làm được. Vậy mà riêng bản thân tôi rất kính phục. Tuy nhiên thì trên đời này mà đâu phải ai cũng được khen hoàn toàn đâu. Rất là nhiều vị không có thích Ngài Từ Thông. Bởi vì Ngài nói thẳng quá đi. Mà thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Cho nên cái thẳng của Ngài, nhưng mà ta không thích, nhưng mà ta không dám đụng tới Hòa Thượng, bởi vì Hòa Thượng là thầy của bao nhiêu Hòa Thượng khác. Đó thì tôi xin giới thiệu vậy. Thì cái bài này là Ngài ở trên Tây Nguyên á, Ngài viết cái bài này vì Ngài cảm thấy Phật Pháp bây giờ sao nó đủ hết. Cho nên Ngài viết bằng một cái nỗi lòng. Tuổi của Hòa Thượng vậy chứ còn tinh tấn lắm, sáng nào á, cách một năm về trước là sáng nào cũng đi hết cái dãy đồi. Đi từ 6 giờ sáng mà tới 9 giờ Ngài mới trở về cái tỉnh thất. Còn 3 giờ khuya là Ngài dậy, Ngài giảng. Bây giờ Ngài giảng trên mạng. Suốt xuyên suốt mấy năm trời giảng trên mạng. Giảng rồi 3 giờ khuya là Ngài dậy.
Rồi buổi chiều thì Ngài dịch kinh viết sách. Cho nên tôi thấy cái sự âm thầm cống hiến rất lớn, nhưng mà vì Ngài không có thích danh vọng cho nên nhiều vị không có để ý tới. Chứ đây là một trong những vị mà danh tăng thời hiện đại, thầy của các bậc thầy. Hiện bây giờ là chỉ có, hiện giờ bạn của Hòa Thượng thì còn sống sót lại chỉ có Ngài Thanh Từ với Ngài Nhất Hạnh thôi. Còn nhiêu là ra đi hết rồi. Giờ coi như là cái cỏ ba ông này đó, đó là nói về người Việt Nam danh tăng. Còn các vị tôn trúc trước thì đời lớp trước thì đâu còn ai đâu, còn duy nhất có Ngài Trí Tịnh mà Ngài cũng ra đi rồi. Thì các vị thấy là bây giờ mình là thời nay mì ăn liền không à. Có nhiều vị coi như tu vài năm rồi có trình độ rồi giảng thôi, chứ đâu có chịu cực chịu khó như các vị tôn túc hồi trước. Vì vậy mà cái giảng của thời nay á thì Phật tử chỉ nghe rồi vui rồi thích vậy thôi. Chứ còn cái chất lượng mà đi sâu vào yếu chỉ của Phật Pháp thì rất là ít. Tôi không phải nói như vậy là tôi chê bai, tôi không có ý đó. Nhưng mà ý tôi nói là khuyên thăm như các bậc lão hồi xưa mà chịu cực chịu khổ để mà vì đạo rất là hiếm. Tôi thì may mắn là nó tiếp nối được cái thế hệ trước, nhưng mà bước đầu của thế hệ sau. Cho nên những ai mà xuất gia trước năm 90 á, thì được cái duyên gần gũi được các bậc tôn túc lớn. Còn mà những thầy sau này mà xuất gia sau năm 95 á, thì coi như là các bậc tôn túc lớn là hết dạy, rồi một số vị lại ra đi. Vì vậy mà tiếp tục cận kề những cái vị tôn túc trẻ, mấy thầy trẻ học có học vị, có văn bằng, có cái chứng chỉ. Nhưng mà thật ra thì cái sự quyên thâm về nội điển đó, nó không có bằng các vị tôn túc trước. Như tiếng Anh, tiếng này kia giỏi thiệt, các thầy rất là giỏi, giỏi về di tính, giỏi gì mọi thứ tiếng, nhưng mà về nội điển rất là hiếm. Cho nên các Phật tử tôi cũng chia sẻ cho các vị, bản thân thầy cũng vậy nữa. Thôi thầy chấp nhận thầy không biết những cái tiếng nước ngoài, nhưng mà về nội điển á, là tôi cố tôi học, được các thầy dạy có, tự học có, để mà làm sao á, về cái nội điển mình ít nhiều cũng không có phải là mình lầm lạc. Nghĩa là thí dụ như Phật tử hỏi mình phải biết, dầu không biết ít thì cũng không biết nhiều cũng biết ít, chứ không thể nào rồi mình không biết là mình nói càng được, quý vị hiểu không? Cho nên khi quý vị mà nghe cách giảng của thầy đó, thì quý vị có nhiều vị không biết nó sao khác, mấy thầy khác sao giảng khác, mà thầy giảng khác không phải. Tôi giảng là theo cái lối cổ, có nghĩa là chữ nào nghĩa đó mà nói phải nói rõ ràng, chứ không có nói mà mơ mơ màng màng, nói theo khoa học được. Vậy mà phải cái duyên, có cái duyên thì quý vị nghe quý vị mới quan hỷ được. Còn không có duyên thì nghe cách giảng của thầy đó, nó cảm thấy nó buồn, nó khô khan lắm. Nó thành ra tôi nhắc cho đại chúng biết như vậy. Vì vậy mà nếu Phật tử nào mà thích hợp với cái thời đại mới thì buộc lòng quý vị phải mời mấy thầy mới để mà truyền trao hay là giảng dạy, thì quý vị nghe nó hợp hơn. Tôi cũng biết tôi thì nó giống như ông già cụ non à. Nó nghĩa là nó lỗi thời một chút, là nó thuộc thế hệ đuôi cái đuôi của thế hệ trước. Những cái năm mà đi vào chùa của chúng tôi á, thì hồi đó quý vị biết nó không có được sung sướng như các thầy trẻ bây giờ. Và lúc đó thì ăn uống cực khổ, mà chùa thì cũng không có điện đài, cũng không có đầy đủ dư giả đâu. Đó, cho nên ăn uống rồi vô chùa làm điệu á, phải ít nhất cũng phải 3 năm. 3 năm rồi mới được cạo tóc, rồi mới được đi thọ giới sa di, rồi 5 năm trở lên mới được thọ tỳ kheo. Chứ không phải mà đi vô chùa năm trước năm sau có gì thấy đắp y vàng là ông thầy không có. Hồi xưa khó lắm, phải đầy đủ quy nghi tế hạnh, đã đầy đủ hết những cái gì mà cái ban đầu chư tổ đặt ra đó thì mới được thọ giới làm thầy.
Vì vậy mà đào tạo được một ông thầy á, mà đúng nghĩa đó, thì không phải là cái chuyện dễ dàng. Đó, vì vậy mà bản thân tôi rất quý, rất quý cái sự tu hành. Là tại vì thấy mà mình từng trải qua sự tu hành rồi, nó khó khăn, nó chông gai, nó thử thách nhiều lắm. Vì vậy mà ai tu hành tôi quý lắm. Tuy nhiên á, mà cái vị nào mà quá trớn á, thì tôi cũng lên tiếng dữ lắm. Vì vậy mà tôi cũng không được lòng nhiều người nữa. Tại vì có những cái tôi nói thẳng thôi. À, bởi vì ngày nay thì cái sự tu ngày nay quý vị thấy nó sung sướng hơn ngày xưa nhiều, phải không? Hồi xưa như bản thân tụi tôi thôi, cái thời tôi đó mà còn là sung sướng rồi đó, vậy mà cũng còn khổ nữa chứ. Ăn thì cứ mít kho, hay là hái lá bình bát nấu canh, hay là muối ớt muối xả. Chứ thời tôi, quý vị biết là thời đó cũng đâu có được đồ ăn, đồ chay ngon như bây giờ đâu. Trời, lâu lâu mà mua được một cục mì căng để về xé ra chiên xả ớt là cũng cả vấn đề. Nhưng mà sau năm 95 rồi đó, khi mà thông giao giữa các nước đó, Mỹ bắt đầu họ trở về, các Phật tử đi qua bên Mỹ trở về Việt Nam được tự do đi lại đó, thì bắt đầu quý vị mới ào ạt gửi tiền cúng dường này kia nọ, thì các chùa bắt đầu phát triển, xây dựng lớn. Rồi các thầy bắt đầu mới sung sướng. Giờ thầy nào ở Việt Nam thiệt cũng sướng hơn thầy bên Mỹ hết á. Tuy rằng bên Mỹ quý vị thấy vậy chứ không có sướng đâu. Ở Việt Nam thì có Phật tử lo lắng này kia. Không phải tôi nói phân biệt như vậy để sướng hay không sướng. Nhưng mà ngược lại á, thì bên Việt Nam cứ nghĩ là bên Mỹ thì sướng như lắm, phải không? Cứ trông ngóng bên đây gửi tiền về. Nhưng mà tôi thổi thiệt quý vị á, quý vị đến chùa đó, bên nay á, một tuần lễ dù quý vị đi chùa gì ráng lắm cúng được 20 đồng, thí dụ vậy đi, có nghĩa là có cái chuyện gì mình cúng dường đó. Nhưng mà trong khi Việt Nam họ cúng 500 ngàn, họ đâu có tiếc. 500 ngàn hơn 20 đồng của mình rồi, phải không? Như vậy thì trong khi ngược lại á, thì cứ Việt Nam có nghĩ là bên nay sướng, Phật tử bên đây thì cứ chắc ngóp có bao nhiêu tiền cứ đổ về Việt Nam. Mà bây giờ quý vị thấy những gia đình mà quý vị có thân nhân ở Việt Nam, quý vị coi những gia đình nào mà có thân nhân bên Mỹ rồi, 10 người, 10 gia đình hư hết bãi. Tại vì cứ ý tiền ở bên đây, mà bên đây thì đi cài muốn chết luôn. Mà ở bển thì cứ xài thoải mái, ăn no rồi cứ là đi chơi, đi uống cà phê, đi nhậu nhẹt, đi đủ thứ việc rồi hư đốn. Đó là sự thật. Rồi chùa bây giờ cũng vậy nữa. Thành ra giờ thấy nhiều khi mình thấy cuộc đời nó có những cái chán lắm. Nói chán là nó theo thế gian vậy đó. Thành ra bây giờ tôi nghĩ là Phật tử bên đây nếu mà đồng lòng với nhau nói vậy là mấy thầy Việt Nam họ ghét á. Đồng lòng mình đừng có gửi về nữa thì ở bển lo tu à. Bây giờ mà cái súng nha mà đè mình gửi riết rồi coi như là mình nói vậy là tao phản đối tôi liền đó. Nhưng mà thật vậy đó. Cho nên nó có gì biết không, Tết đó tôi không có dám điện thăm ma hết trơn á. Quý vị thấy rồi, tôi ở Tết tôi có gì đó, tới giờ này mà tôi cũng không dám điện thăm cha mẹ tôi nữa đó. Bởi vì cứ nghĩ điện thì bây giờ cứ nghĩ ở nước ngoài thôi, mà bây giờ mà gửi về 50 đô là bị với thầy chơi liền đó. Ở Mỹ mà gửi 50 đô. Ở bên Cali có nhiều cái chỗ đó, gửi 50 đô họ không có nhận. Bên bị gì họ nhận được cái tiền trước họ tính sao? Ví dụ 100 đô họ tính đồng. 50 đô họ không nhận. Thứ hai nữa là gửi về Việt Nam mà 50 đô thì người ta đi giao rất là cực. Mà ngược lại cái người Việt Nam mà nhận 50 đô thì coi như có nhiều khi người ta đi đổi, nó ép giá nữa. Quý vị thấy không? Cho nên có nhiều cái bây giờ mình bên đây mình hà tiện từng sen. Nhưng mà ngược lại bên Việt Nam thì cứ nghĩ là bên đây sướng lắm. Đi cài thấy mồ. Cho nên tôi qua đây tôi mới hiểu được cái nỗi lòng đó. Thế thì như vậy thì quý vị nhớ. Tôi nhớ cái câu chuyện vậy nè. Sẵn nói đây rồi nhắc quý vị. Phật và ma. Phật và ma là mình thôi.
Xưa kia có một cái anh họa sĩ, anh vẽ rất là giỏi. Anh vẽ rất là giỏi. Thì có một cái người đó đó nói anh vẽ giỏi như vậy đó, bây giờ tôi cần đặt anh một bức hình Phật. Anh vẽ làm sao cho tôi được cái hình Phật, mà tôi nhìn cái hình đó làm sao tôi cảm, tôi nghĩ ra được cái hình tướng đẹp của Phật. Đó, cho nên như vậy mà anh này, anh thử vẽ này, anh mới suy nghĩ ảnh là một cái người vẽ khét tiếng rồi. Người vẽ này có danh tiếng ở trong vùng, nhiều người kính trọng. Nhưng mà bây giờ hôm nay có một cái nhà họ năn nỉ mình vẽ ông Phật, thì bây giờ mình nhìn ở đâu mình vẽ Phật đây ta? Mà nghe nói là cái tướng Phật là đẹp, tướng đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì anh này mới suy nghĩ, bây giờ vẽ Phật thì cái nước mà vô chùa, vô chùa thì coi cái hình tượng mình mới vẽ. Nhưng mà vô chùa mà nhìn thấy cái tượng cốt, mà ngồi vẽ cái tượng cốt á, thì coi như vậy thì cũng không có bảo đảm nữa. Thì bây giờ anh mới đi, thì sao tình cờ anh vô chùa anh gặp một ông thầy đẹp trai quá đi, có tướng hảo quá, chứ còn gặp như tôi thì chắc họ không ai mời ngồi vẽ đâu nha. Gặp ông thầy tướng hảo quá, tướng trắng trẻo, tướng đẹp như ông Phật vậy đó. Thì anh ta mới năn nỉ nói bây giờ có một cái nhà đại gia nhờ tôi vẽ cái ông Phật mà để người ta tôn kính, người ta thờ, mà tôi không biết làm sao có cái người nào mà đẹp như ông Phật. Bữa nay tôi gặp thầy tôi mừng quá, thôi thầy quan hỷ, thầy cho tôi vẽ đi, tôi mướn thầy ngồi cho tôi vẽ. Khi mà vẽ xong tôi hứa là tôi sẽ tặng cho thầy bao nhiêu lạng vàng. Bởi vì cái anh này anh vẽ có tiếng nhất vùng, mà cái người mướn anh vẽ tượng Phật là tiền của ghê lắm. Mới là anh vẽ được là tôi cho anh bao nhiêu ký vàng. Vẽ đẹp, vẽ mà đẹp mà cái tượng trên thế gian này chưa có tượng nào đẹp như vậy đó. Họ muốn đẹp mà. Thì mới mướn ông thầy tu này. Mướn ông thầy tu này, bây giờ anh thầy sư, thầy ngồi giùm tu cho tôi vẽ, xong rồi tôi sẽ tặng thầy bao nhiêu ký vàng, có bao nhiêu lượng vàng. Thế thì ông thầy này ông nghe ông mừng quá. Tại thời trước á, thì nghèo, chùa thì có giới hạn đó, cho nên ăn uống thì nó cũng vừa phải, rồi đâu có tiền bạc đâu mà đi ăn chơi. Thành ra mình an phận tối ngày sống với ông Phật không, à sống với cái Phật tâm, sống với Phật cảnh không. Thành ra vậy mà tâm anh này nó lo tu hành chân chánh, cho nên anh này không có nghĩ cái thế gian gì vậy mà cái tướng rất là đẹp. Đó, nhưng mà anh họa sĩ mướn, anh thầy ráng ngồi cho tôi vẽ, tôi sẽ tặng thầy bao nhiêu cây vàng. Thì ông thầy này ông mừng lắm, ông cũng ngồi cho ông họa sĩ vẽ. Vẽ xong thì cái bức tượng nó đẹp, đẹp, đẹp khủng khiếp, đẹp mà mọi người rất là kính nể. Ông nhà giàu đó mừng lắm, ông mới cho bao nhiêu ký vàng, thì anh họa sĩ mới lại đền ơn cho ông thầy bao nhiêu cây vàng. Thì cái chuyện nó qua rồi, thì mình cứ nghĩ nó im rồi phải không? Nhưng mà cuộc đời ta nói đời nó không im xuôi như dòng nước đâu. Đó, không im xuôi như dòng nước được. Đó thì cách một thời gian sau thì có một ông nhà giàu khác, ông nói bây giờ Phật thì có rồi, có cái tượng Phật rất đẹp rồi, mà bây giờ tôi muốn chơi ngược cái anh bạn nhà giàu kia. Anh bạn nhà giàu kia thì anh trên anh vẽ tượng Phật, anh trang trọng trong cái nhà anh, tôi thì muốn vẽ tượng quỷ à. Chơi ngược mà, người ta có tiền ta không biết làm gì, ta phải chơi ngược với nhau như vậy. Thì thưa đại chúng, cái gì mà thấy được bằng mắt thường thì mình vẽ dầu nó đẹp hay không đẹp gì cũng là cái tượng dễ coi, đúng không? Còn bây giờ mà đi mướn vẽ cái tượng ma, tượng quỷ thì ai từng thấy con ma nó ra làm sao, chỉ coi. Ai từng thấy con quỷ nó ra làm sao, mình toàn là mình nghe nói lại thôi, phải không? Nghe nói con quỷ thì nó đi hỏng chân, rồi nó xỏ tóc gì đó, nó bay từ hỏng chân từ mặt đất gì đó. Toàn là nghe chứ thật sự trong này có ai thấy chưa, nói tôi nghe coi. Không, giờ tôi nói thiệt, trong này có ai thấy con quỷ chưa đó, thì toàn là nghe không à. Thấy con ma chưa?
cũng chưa luôn. Vậy mà mình nghe nó cái gì mình không biết nó được, thấy được thì mình nghe cái mình sợ, phải không? Mà thế thì anh nhà giàu khác với mướn anh họa sĩ nè. Bây giờ anh vẽ cho tôi cái tượng hình con quỷ đi. Con quỷ mà xấu xa, mà tội lỗi, mà nhăn nheo, mà coi như là bần tiện đó. Thế thì cái nhà giàu đến trời ơi, vẽ Phật đã khó vậy mà mình còn vô chùa mình nhờ ông sư cho mình vẽ được. Còn bây giờ vẽ con quỷ thì mình nhờ ai ngồi cho mình vẽ đây? Anh ta mới suy nghĩ tùm lum, mới không biết cách sao mà vẽ cho được con quỷ. Mà con quỷ mà phải vẽ xấu à, chứ vẽ đẹp thì ông nhà giàu rất chịu, vì anh muốn đứng nhất mà. À, phải vẽ xấu, phải khi con quỷ đó phải ra cái nét mặt mà sao mà nó xấu xa, mà nó đã thể hiện cái tấm lòng nó bần tiện, nó tham dục, nó sân hận đó. Chứ còn nếu vẽ con quỷ mà vẽ mặt nhăn hay vẽ có nanh này kia nọ nó dễ lắm, nhưng mà vẽ làm sao mình nhìn cái hình để nói lên như vậy. Thì anh này em nó suy nghĩ vẽ Phật thì phải vô chùa, mà vẽ quỷ thì bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là vô nhà tù thôi. Vô nhà tù để kiếm mấy người ở tù đó thì mà mới thấy được cái tướng của người ta ở tù, mới thấy người ta đau khổ làm sao, người ta bị cái tội rồi người ta giết, thí dụ như cướp của giết người rồi người ta khuôn mặt người ta làm sao nó hiện hết. Anh ta suy nghĩ vậy. Thế thì bữa đó anh ta mới lon, mới xin với cảnh sát, anh ta vô tù, anh ta tìm cái người để anh ta vẽ cái hình tướng quỷ. Đi tìm đã đời, quý vị biết gặp ai không? Gặp cái ông thầy tu năm nào cũng vô tù, mà anh nhìn không ra. Nhìn sao thấy cái tướng ông này thì cũng cao ráo, mà sao khuôn mặt ông này dữ dằn quá, mà sao anh này cái đầu trọc lóc vậy đó. Đó, vì vậy mà cho nên á, mới đi vô tù, vô mới năn nỉ nói anh làm ơn cho tôi ngồi, làm ơn cho tôi vẽ cái hình con quỷ được không anh? Đó là tôi sẽ cho tiền anh. Thì cái ông ở tù đó mới nói thôi anh ơi, tôi sợ quá rồi. Hồi xưa cũng anh đó là nhờ tôi ngồi cho anh vẽ Phật. Thay vì tôi ở chùa tôi yên ổn, tôi đâu có chuyện gì để mà tội lỗi đâu. Rồi tôi ngồi cho anh vẽ xong, anh cho tôi mấy bao nhiêu cây vàng. Tôi lấy bao nhiêu cây vàng đó, tôi ăn chơi, tôi đàn điếm, tôi rượu chè, tôi trở về cho thế tục. Rồi tôi có vợ, có con, rồi tôi ăn chơi, rồi tôi đánh đập vợ con, rồi tôi cướp của này kia nọ để cho tôi cuối cùng rồi sanh ra tù tội. Cũng anh. Vậy thì vẽ Phật cũng anh, mà bây giờ anh vô kiếm vẽ ma thì anh cũng gặp tôi nữa. Thì ông họa sĩ này mới giật mình. Trời, đúng ra mình cũng có tội lỗi trong đó. Nếu ngày xưa mà mình đừng có tiếp tay mà cho tiền bạc nhiều cho ông này thì chắc ông này không đến nỗi hư. Thay vì để người ta tu hành là yên rồi. Bởi vì anh ta được lãnh thưởng nhiều quá cho nên ta mới chia cho anh thầy tu này. Thì cái câu chuyện đó nó có thật như vậy đó. Thì tôi nói cho đại chúng biết, trên đời này Phật cũng mình, mà ma cũng mình. Khi nào tỉnh thức là Phật, khi nào tham dục, khi nào sân hận, khi nào mà sa đọa thì khi đó là ma, là quỷ thôi. Cái gì hiểu không? Cho nên các vị nhớ, cái tâm chúng ta là cái tâm vô thường. Giờ phút trước suy nghĩ và giờ phút sau có khi nó khác rồi. Huống chi cái ngày nay, ngày mai, năm này, năm khác. Vì vậy người đệ tử Phật, quý vị cố gắng giữ gìn cái chánh tâm của mình. Cái chánh tâm của mình là cái tâm mình phải nghĩ cái điều gì chân chánh thì mình nghĩ. Còn nghĩ cái điều gì mà không chân chánh thì mình đừng có nghĩ. Mình nghĩ điều không chân chánh á, và rủi nó không đúng, nó không phải á, mình ân hận cả một cuộc đời. Mà chẳng những như vậy đó,
mà nó còn di hận cho tới con cháu của mình nữa. Đó, vì vậy các vị nên phát tâm. Cái bước đầu tiên tu tập là các vị cố gắng giữ cái tâm mình cho nó chân chánh. Mà khi cái tâm mình nó chánh rồi đó, thì những người xung quanh mình họ đến với mình cũng bằng cái tâm chân chánh. Còn cái tâm mình mà nó tham lam, nó tật đố, nó điêu ngoa, nó xảo trá, nó lừa lọc, thì dường như không phút giây nào mình yên hết đó. Mình nhìn mọi người bằng cái gì? Bằng cái điêu ngoa, cái xảo trá, cái lừa lọc. Cho nên cái người mà thông minh quá, như tôi có lần tôi đã nhắc rồi đó, thông minh quá đó thì có khi cũng bị thông minh nó hại. Mà người ngu si quá thì tu nó cũng khổ, phải không? Mà thông minh quá thì có khi cũng là khổ. Như vậy mà người tu phải cần cái chánh tâm. Cái chánh tâm nó mới là bền bỉ, nó lâu dài. Cho nên cái người mà thông minh lanh lẹ quá khó thành Phật, mà cũng dễ rớt, mà cũng dễ thành Phật mà cũng là khó nữa. Dễ là tại vì thông minh quá, mà nếu chấp nhận lấy cái thông minh đó để ứng dụng tu hành, để làm lợi ích cho mọi người, thì cái đó nó lợi ích. Nhưng mà lấy cái thông minh đó mà để điêu ngoa, xảo trá, gạt gẫm, đố kỵ, ghét ghen, thì coi như cái thông minh đó là cái nguy hại. Mà chẳng những đời mình nguy hại mà con cháu mình nó cũng giả lây. Như vậy mà cổ nhân có nói: tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng hữu. Nhiều khi mình tích vàng, tích bạc cho con cháu nó xài, chưa chắc gì nó xài được. Mà tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Tích sách vở cho con cháu nó đọc á, thì chưa chắc gì nó đọc. Mà chi bằng tích âm đức, mới ư ư minh trung trường cũ vi tế. Chỉ có mình tích lũy cái âm đức á, thì mới lâu dài, mới cho con cháu mình được. Tôi thấy tôi có quen một người Phật tử ở đường Trần Khắc Chân ở Tân Định á. Hồi đó cái ông chồng của cô này, ông thích đọc truyện Tàu, ông thích đọc những cái sách xưa. Tôi đã tới một cái gian phòng và ông chết rồi để kỷ niệm đó, bao nhiêu là cái tủ. Mà trong khi hồi xưa mình muốn có tiền mua một cái truyện Tam Quốc hay là truyện Anh Hùng Xạ Điêu gì đó, ví dụ, mà có không có tiền mà mua. Trong khi ông này ông suốt cuộc đời ông có tiền nhiêu là ông mua, ông đọc. Ông đọc để một gian phòng mà mình thấy không biết bao nhiêu tiền. Mà năm đó nó hiếm lắm. Nhưng mà rồi tới bây giờ, tới ông chồng đó chết rồi, cô vợ chết rồi, tới con cháu bây giờ đó, nó đi năn nỉ các chùa nó gửi. Nhưng mà bây giờ thì nó hiện giờ hiện đại ta đâu có đọc truyện Tàu nữa đâu. Ông nghĩ rằng đọc những cái câu chuyện của thánh nhân như vậy, đọc những cái tích xưa như vậy, ông để lại cho con cháu đời sau nó đọc. Nhưng thật sự nó không có đọc. Bây giờ kinh sách cũng vậy nữa, trên mạng có hết rồi. Nhiều khi tôi muốn luận giải, tôi in ra bán cũng ai mua nữa. Bây giờ muốn gì lên mạng có hết rồi, bây giờ thấy không? Như vậy thì nó khó. Thời đại nó văn minh bao nhiêu thì cái sự giáo dục, cái sự giáo hóa và cái sự truyền đạo nó càng khó bấy nhiêu. Chứ không phải câu vậy mà nó dễ đâu. Thời xưa đó, quý vị nào ở Việt Nam mà đi qua bên đây sau năm 80, sau năm 90 thôi, tôi nói năm 80, quý vị thấy các chùa quê đó muốn tụng một quyển kinh Pháp Hoa đó, 3-4 Phật tử gom vô tụng có một quyển à. Bây giờ quý vị in, quý vị đội đi, quý vị chở xe tải cũng vừa để đầy hết trơn, nhưng mà đâu có ai tụng đâu. Nó hiếm như vậy mà nó quý. Cái gì nó hiếm mà nó quý? Đó, nó khổ vậy đó. Cho nên quý vị thấy ngày nay kinh sách quý vị không có chỗ nào thiếu hết trơn á. Mà nói in kinh cái là quý vị nói: ôi giờ kinh thiếu gì, in chi nữa thầy. Nhưng mà họ đâu có biết là cái kinh tôi luận giải không, mình cũng khó nói nữa. Nhưng mà trên mạng nó quá đầy đủ, họ nói người ta không có thời giờ để đọc. Nó như vậy thì cái sự truyền đạo ngày nay nó rất là khó chứ không phải dễ. Khó là gì? Là nhiều Phật tử họ biết rồi, họ tải trên mạng xuống, hoặc là họ từng đọc sách vở rồi,
Cho nên ngày nay mà cái truyền đạo với thầy có khi nó không phù hợp. Tuy nhiên cái ông thầy nào chịu khó thì phải nghĩ cái cách truyền đạo. Mà truyền đạo phải có sự nhẫn nhục ở trong đó, có sự chịu đựng ở trong đó. Mà tôi nói như vậy là tôi an ủi tôi, chứ nhiều khi tôi nhẫn nhục cũng không nổi, tôi chịu đựng cũng không nổi nữa. Bởi vì mình nói thì nghe nó hay lắm, nhưng mà cái ngã của ai cũng có hết trơn á. Thí dụ như bây giờ mà tôi qua đây tôi giảng một Phật tử nào chơi tôi cái, quý vị thấy tôi buồn không? Thật sự buồn. Khó không? Nói thì nó dễ, nhưng mà khi đụng vô rồi đó, hãy ai khen là phình lỗ mũi ra, mà ai chơi thì xịp xuống. Cho nên nói cái khen chê thôi mà mình bước qua không được đó quý vị à, chứ không phải dễ đâu. Cho nên quý vị đừng có tưởng tu nó dễ. Thật sự nói nó khó cũng không phải là khó, nhưng mà nếu nói nó dễ cũng không phải là dễ. Có nhiều khi cái chuyện nhỏ mà mình bước không qua. Rồi nếu năm nay nữa là 20 năm mà tôi đi, tôi nói cái bằng nói từ cổ cho tới kim. Hồi trước đi tập đi giảng, đi tuốt ở miệt Cao Lãnh, Phong Hòa, Phong Mỹ, vô rừng Cù Bị, chạy vô Hồ Nai, vô Long Khánh, rồi đi tới Phương Lâm, vô rừng Nam Cát Tiên. Quý vị biết hồi nhỏ là tôi đi vậy đó, bởi vì mình chưa có tài, mình chưa có học vị, cho nên mình đâu có được ở Sài Gòn giảng. Học xong rồi chiều thứ bảy phải đi len lỏi mấy vùng sâu, không ai tới, mình tập, mình giảng. Cho tới bây giờ này giảng tới Hoa Kỳ này kia nọ vậy chứ, 20 năm vậy chứ mà tôi đẻo cho hết cái ngã tôi mà tôi chưa đẻo được. Huống chi các vị ngoài đời. Ngoài đời thì thôi cái ngã còn lớn dữ hơn nữa phải không? Ở trong chùa như tôi là ăn cơm bá tánh, là hưởng cái phước Phật vậy đó. Vậy đó mà mình là kẻ ăn xin chứ gì. Vậy mà ai đụng tới mình là mình giận à. Chứ rõ ràng tôi là kẻ ăn xin, là tỳ kheo, là khất sĩ. Khất sĩ là ăn xin chứ có cái danh từ nào tốt đẹp đâu. Ăn mài ăn xin, nhưng mà ăn mài đó là ăn mài cái pháp của Phật, và hưởng cái sự cúng dường của chúng sanh thì cũng là một loại ăn xin thôi. Vậy đó mà ai đụng tới là giận liền đó. Đó, cho nên khó là khó vậy đó. Dễ là nghe thì nó dễ, nhưng mà khó là khó chỗ thực hành. Thực hành cương quế chi tánh vũ lão vũ tân, gần người ta nói gần càng già thì càng cay. Nhưng mà sự thật á, cay á, mà nếu mình để đưa ra những cái đạo đức, những cái rút kinh nghiệm cái cuộc sống để mà mình cởi mở cái tinh thần, mình thương con thương cháu nó dễ. Có nhiều người á, thì gần càng già thì càng cay, mà tối ngày cứ bắt lỗi con cháu hết chuyện này tới chuyện nọ, thế thì đó là cũng một điều khổ. Vì vậy mà kỳ trước á, tôi có hứa với các vị là tôi đem qua cái bài, các vị nhớ không, là ba quên bốn có năm không nè. Đây là nó rất phù hợp cho Phật tử ở Mỹ, là cái chỗ năm không á, bốn có là mình phải có gia đình, có nhà riêng, có sổ tiết kiệm, có bạn tri kỷ. Chứ bên đây mà không có sổ tiết kiệm thì thôi chết rồi phải không? Còn bên đây đều nói ngay sổ tiết kiệm của quý vị bên đây sướng lắm, tuổi sáu mấy mà có quốc tịch rồi là ai cho? Nhà tổng thống cho, nhà nước chính phủ cho. Không, cái gì cá chứ mỗi tháng là tôi biết là mỗi vị cái chuyện đi làm nó khác, tôi không nói chuyện đi làm. Tôi không nói vấn đề đó, tôi chỉ nói lấy cái chung là người già thôi. Còn cái chuyện đi làm, rất cái chuyện của các vị tôi không đặt vấn đề. Nhưng mà đi làm hay không đi làm gì thì tuổi già thì tới giờ đó thì cũng mỗi tháng cũng tiền vô đều à. Chứ còn gì đi làm thì tốt thôi. Hồi đó cái gì bỏ công đi làm thì bây giờ tiền cái công của mình. Còn nhưng mà mình không đi làm thì tuổi già cũng được hưởng. Như vậy thì sống một đất nước nó quá tốt đẹp rồi đó. Cho nên có cái sổ tiết kiệm, rồi có cái nhà riêng, có gia đình. Bây giờ nhà riêng thì không phải là bắt buộc tuổi già đi mua cái nhà, mà không thì vô housing, vô áp bọc măng hả. Thì như vậy thì nó cũng được, chứ đâu có ở ngoài được.
Ở Mỹ là không có vấn đề ở ngoài đường. Ở ngoài đường là do những người họ, tại cái nghiệp của họ, một phần là cái nghiệp, một phần là tại họ ăn chơi xa đỏ quá họ mới ra đường ở thôi. Chứ còn Mỹ thì mình được cái hạnh phúc đó. Rồi ai cũng có gia đình. Mà bây giờ gia đình của cái tuổi già của các vị đó, mà nói tiếng gia đình với con cháu thì có một số quý vị cũng không đến đổi là được ở chung với con cháu nữa. Thành nói như vậy mà tuổi già các vị thì phải có một cái đạo giáo hay tôn giáo. Thì bây giờ gia đình các vị thì đó, như bữa nay là mình đoàn tụ gia đình đó, về với bạn bè, với huynh đệ, với đạo hữu tu hành. Như vậy là mình có gia đình đó, nếu mình biết trân trọng đó, có người bạn tri kỷ. Vậy mà đầu tiên thì tôi trách, tôi qua Mỹ đầu tiên tôi không biết, tôi nói ủa sao mà cái bà đó bà già muốn chết rồi mà sao bà có cái ông bạn trai, hay là cái ông đó ông già quá rồi mà có cái cô bạn gái mà người thì 85 mà người thì 82, có cái bà đó bà 85 tuổi mà có ông chồng 93. Tôi lại suy nghĩ nữa, sao vậy? Nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu ra thì chỉ là bạn thôi, gọi là bạn tri âm. Chứ còn thật sự bên đây mà nếu không có bạn, các vị mà sống một mình tuổi già thì rất đơn côi. Nếu mà một trong hai người, chồng hay vợ ra đi rồi, đơn côi lắm. Thành ra đầu tiên tôi không biết, nhưng mà sau này tôi nghĩ phải. Bởi vì có khi cả tuần con cháu nó không về, vì nó lo đi làm, nó lo cho công việc của nó, cho nên rồi phải có người an ủi. Thành ra như vậy mà bốn cái có này tôi trân trọng đó. Rồi năm cái không là bây giờ cái đừng có bao giờ, bây giờ tôi thấy rồi, bên đây đừng có ai dại dột mà đi bán nhà ở với con. Có nhiều vị than á, nói con dâu thì nó còn ở, con trai thì còn con dâu, mà con gái thì còn thằng rể, nên nó khó lắm. Thành ra vậy mà nó thôi thà ở mình. Cho nên vậy mà, và cái người trước, cái đây là cái của những người kinh nghiệm, ta mới khuyên là không bán nhà đi ở với con. Hai là không chăm cháu mà chỉ thăm cháu thôi. Ở bên đây mà ai mà giữ cháu là dạy đó nha. Bởi vì hồi đó mình giữ cha mẹ nó rồi, thì bây giờ cha mẹ, bổn phận cha mẹ nó là phải giữ nó. Mà mình thương quá đi, tại mình thương bỏ không được. Thế rồi than nó, thầy ơi kẹt mấy đứa cháu, giữ cháu không tu được, không đi chùa được. Đó, rồi bây giờ mình xử xét coi là mình giữ bao nhiêu năm, vô thường nó tới có giữ được không. À, hẹn chừng nào tu. Đôi khi chư tổ thì nó mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, mồ quang ngoài đồng đó, phần nhiều là người tuổi trẻ đó. Bây giờ thì không có nói mồ quang mà nhìn cái bàn dông thôi, quý vị thấy tuổi trẻ nhiều hơn tuổi già. Thì như vậy thì chừng nào tu. Cho nên tôi có lời khuyên á, các vị mà cố gắng gỡ được cái gì gỡ, gỡ ra để nhẹ nhàng, chứ đừng có thương cháu quá, không được. Bổn phận mình, trách nhiệm mình là thương con, thì con mình nó thương con của nó, chứ không có dạy mà mình đi, mình thương con, mình cực vì con, rồi bây giờ tới cực vì cháu nữa, là cái đó là thật sự là cái dạy đó. Tôi nói vậy quý vị đừng có nói là thầy dạy đời nha, nhưng mà đó là cái dạy. Mình phải lo cho mình gọn, cho mình thoải mái để mà mình có những cái thời giờ mình tu. Cái thứ ba là không ở cùng con mà nên ở gần thôi. Thì cái hay nữa là quý vị thấy giờ không ở cùng con, bởi ta nói ở xa mỗi chân ở gần mỗi miệng. Không ở cùng con mà ở gần tốt hơn. Ở gần nó lâu lâu tới thăm nó, tới thăm mình thăm nó thì được rồi. Ở cùng mệt lắm. Thứ tư là không được từ chối khi con cho tiền, dầu ít hay nhiều. Này tôi nói tháng rồi rồi. Cái thứ năm đặc biệt á, là không can thiệp sâu vào công việc, cuộc sống riêng tư của con. Có nhiều vị lại cứ chấp đó, tao là má, tao là cha, tao nói tụi bay phải nghe. Mà xứ Mỹ này làm sao nó nghe được? Xứ này là không bao giờ nghe được. Bởi vì cái hiểu của mình là thuộc cổ, mà tụi nó thì thuộc tăng. Đó, rồi làm sao nghe?
Trong khi bên Mỹ này các vị thấy cái giáo dục của Mỹ nó khác. Cho nên tôi mới suy nghĩ rồi sáng á, tôi nói tính tháng sau là cho mấy em nó tập đi kinh hành, cho mấy em gia đình Phật tử tập kinh hành. Mà tôi mới đặt vấn đề cho tụi nó đi trước hay nó đi sau. Bây giờ nó đi trước hay nó đi sau? Nếu nó đi sau là theo Việt Nam, lớn đi trước, nhỏ đi sau. Nhưng mà ngược lại Mỹ thì phải nhỏ đi trước. Bởi vì nó trẻ mình phải bảo bọc cho nó, đã cho những bảo bọc cho nó rồi mà có khi nó nói mình phải dạ nữa chứ, mình phải nghe nữa chứ. Còn Mỹ này nó nói mình không nghe được, bên Mỹ này nó ngược lại, nó nói mình nghe chứ không phải mình nói nó nghe. Mà có nhiều vị được theo xưa cho nên cứ nghĩ là mình nói nó phải nghe, nó không nghe được đâu, nó học cái của nó rồi, nó khó lắm. Vì vậy mà thôi, cái yên ổn nhất của mình á là không can thiệp sâu vào công việc và cuộc sống riêng tư của con. Nó làm thì nó làm, kệ nó, chứ mình đi sâu vào mình khổ với nó thôi. Nói nó không nghe mình cũng khổ, mà nó nghe theo mình thì nó cũng khổ. Thôi thì giờ ở bên nay thì nó lớn rồi, cái trường đời, cái giáo dục dạy nó thì mình giữ vậy đó. Cho nên ba cái quên, bốn cái có, năm cái không này thì các vị nên học. Học rồi mình suy nghĩ, cái gì cũng vậy hết á, mình cứ chịu học đi. Học rồi mình suy nghĩ, suy nghĩ rồi coi cái nào đúng mình thực hành, chứ không phải học và làm theo liền, phải có quá trình suy nghĩ. Thế thì tôi nhắc nhở hết những cái chuyện gì mà tôi muốn nói, từ cái chuyện đời cho tới chuyện đạo như vậy, thì mong rằng quý vị quan hỷ cho. Cái gì mà nó không vừa lòng các vị thì các vị cũng xin quan hỷ. Đó, xin quan hỷ là từ từ rồi quý vị sẽ hiểu, sẽ nghiệm ra. Cái gì vừa lòng thì đã không đành, không nói rồi không sao rồi. Nhưng mà nếu tôi nói như vậy đó, mà tùy theo cái hoàn cảnh các vị, có nhiều cái hoàn cảnh nó tốt đẹp hơn, thì tôi nói như vậy thì nó không trúng chỗ, phải không? Nhưng mà có nhiều hoàn cảnh còn bao nhiêu cái rối rắm, thì khi nghe tôi nói như vậy thì họ sẽ vui mừng, hoan hỷ. Vì vậy mà mong các vị đừng bao giờ lấy cái tâm trạng của mình làm tâm trạng của người, mà quý vị phải lấy tâm trạng của người làm tâm trạng của mình. Thì như vậy các vị mới thoải mái được, các vị mới thảnh thơi được trong cuộc sống. À, muốn thảnh thơi trong cuộc sống thì phải lấy cái tâm trạng của người làm tâm trạng của mình. À, thôi thì tôi chia sẻ vậy, coi như là tạm thời kết thúc cái ngày giảng ngày tu tháng này. Thì bây giờ chúng ta nghỉ một chút nữa, rồi chúng ta tụng kinh Di Đà, Mông Sơn, Thí Thực cho Âm Phò.